Và hôm nay để tiếp tục cái khái niệm về thiền, trước khi chúng ta đi vào cái định nghĩa của thiền đó, thì các con phải có một số các khái niệm chính xác về những cái từ mà Đức Phật sử dụng để trong giải thích pháp môn thiền. Đức Phật Thích Ca chúng ta thì là Ngài là Phật toàn giác mà nghiêng về cái hạnh trí tuệ. Và cái biểu tượng của học viện chúng ta có chữ gì? Duy tuệ thị nghiệp, đúng không? Thì cái chữ tuệ hôm nọ ở trong cái tâm học á, thì chúng ta có giới, định và tuệ. Thì cái chữ tuệ này nó là cái gốc từ của Pali là Bành Nhà, tức là Bát Nhã. Và định nghĩa cái tuệ giác này theo Đức Phật và trong Kinh Tạng, thì cái khái niệm chữ tuệ, thường chúng ta chữ tuệ này trong văn học bình thường thì nó thường đi với chữ là trí tuệ. Riêng trong Phật giáo, cái chữ tuệ này, cái quan niệm khi mà giải thích đến chữ tuệ, cái trí tuệ này á, thì Đức Phật Ngài chia làm có ba loại trí tuệ. Ở đây chúng ta bắt đầu ta sử dụng cái chữ trí thay cho cái chữ tuệ. Chúng ta có, xin nhắc chữ đầu, các con biết ba chữ sau là gì không? Văn, trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là gì? Trí văn tức là cái sự, trí là cái sự hiểu biết, cái sự thông thái, cái sự sáng suốt. Mà sáng suốt về cái gì? Về do nhờ. Cái này là cái nhân. Cái nhân do nhờ nghe thì chúng ta mới phát sanh cái sự hiểu biết, đúng không? Tức là cái nhân của nó, cái nguyên nhân của trí văn, tức là do nhờ sự nghe, sự đọc, sự thấy, chúng ta hình thành được, chúng ta có được cái kiến thức, cái sự hiểu biết do nhờ nghe, do nhờ thấy. Thì cái trí tuệ đó, cái sự hiểu biết đó gọi là cái trí văn. Khi chúng ta nghe xong rồi, chúng ta suy gẫm, chúng ta suy nghĩ cái điều đó đúng hay sai, điều đó nó có được chấp nhận không, nó có hợp lý hay không, do nhờ chúng ta suy tư, chúng ta suy nghĩ. Thì cái sự suy nghĩ đó nó nằm ở đâu ạ? Cái trí với lại sự suy nghĩ đó nó khác nhau. Khỏi cần suy nghĩ, muốn trả lời những câu hỏi đó thì chúng ta phải bước qua một cái giai đoạn thứ hai để phân biệt được những cái sinh hoạt trong nội tâm, trong cái tâm hồn của chúng ta, những cái đặc tính đó. Thông thường nó rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày chúng ta. Cái sự hiểu biết, cái sự lắng nghe, cái sự suy nghĩ, tất cả những cái điều đó nó sinh hoạt trong nội tâm của chúng ta. Và chúng ta không có phân biệt được, không có nhận biết được khi nó hiện hữu ở trong tâm chúng ta. Bây giờ về mặt lý thuyết thì chúng ta bắt đầu, chúng ta phân loại, chúng ta định nghĩa những cái thành phần, những cái sinh hoạt đó ở trong tâm của chúng ta. Cái sự suy tư, cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết là cái trí này, nó do nhờ cái suy tư. Cái chữ suy, trong chữ suy tư này nó có chữ tư ở trong đó, thì thông thường nó sẽ phát sinh, chúng ta hay có cái gì phát sinh, cái tư tưởng của chúng ta, đúng không? Những cái từ mà nó liên quan tới những cái sinh hoạt trong nội tâm chúng ta. Thì cái nhân là do nhờ sự suy tư nó phát sanh cái sự hiểu biết, cái trí đó nó phát sanh lên do nhờ sự suy tư, gọi là trí.
trí tư. Và đây là cái tiến trình sinh hoạt của tất cả mọi chúng sanh trong tam giới. Trên cái nền tảng này, những cái nhà khoa học chúng ta phát minh ra những cái phát minh của khoa học cũng do nhờ những cái dạng trí tuệ này. Và nơi đây thì sư thúc sử dụng giữ chữ trí tuệ, và chúng ta dùng cái sự trí văn và trí tư là hai cái loại trí mà thông thường ở ngoài bên thế gian. Và trong khi chúng ta đi tu, chúng ta cũng do nhờ, hôm nay do nhờ sư giảng bài thì con mới hiểu có khái niệm về thiền. Thì cái sự hiểu biết đó nó hình thành bởi sự nghe và sự suy tư. Nó cho chúng ta một cái sự hiểu biết, nó cho chúng ta một cái sự nhận thức, nó cho chúng ta một cái tư tưởng, không? Một cái khái niệm. Từ bước một chúng ta đi tới những cái từ mà trong tâm lý học ở bên trong ngoài thế gian. Cái sự suy tư của tâm chúng ta, những cái sinh hoạt đó nó rất là đơn giản và nó rất là dễ nhận biết. Nhưng mà với môn học tâm lý học thì người ta bắt đầu, người ta mới định nghĩa những cái từ đó ra, rồi chúng ta học. Thì khi mà học hết tâm lý học thì cái tâm chúng ta nó cũng bấn loạn luôn nữa. Riêng đối với Đức Phật thì Ngài định nghĩa xong, Ngài cho chúng ta thực chứng luôn, cho chúng ta cái kinh nghiệm để chúng ta hiểu trí văn là thế nào, trí tư là thế nào. Và nó sẽ hình thành cái khái niệm, cái sự hiểu biết chúng ta. Thì ngoài đời thì nãy giờ chúng ta dùng chữ trí, trí văn, trí tư. Thật ra hai cái đó nó cho chúng ta cái khái niệm, ở ngoài đời dùng chữ khái niệm. Hôm nay trước hai buổi học rồi, chúng ta bắt đầu có cái khái niệm về thiền, đúng không? Chúng ta qua những buổi giảng, từ thời giảng của sư, qua những cái tài liệu sư gửi đến, thì các con có một cái khái niệm à, thiền nó là cái như thế này. Thiền nó gồm có những cái sự sinh hoạt ở trong cái nội tâm của mình. Và thiền nó có hai loại là thiền chỉ và thiền quán. Tất cả những cái suy nghĩ đó của mình, tất cả những cái hiểu biết của mình, nó hình thành cho chúng ta một cái khái niệm, một cái ý nghĩ, một cái tư tưởng để chúng ta hiểu biết cái thế giới bên ngoài của chúng ta. Riêng trong Phật giáo, để đạt được cái trí tu này thì chúng ta cũng phải có cái nền tảng, chúng ta phải có cái khái niệm về tu là thế nào, thiền là thế nào, thì chúng ta mới biết cái cách, biết cái con đường, biết cái phương pháp để mà chúng ta đạt được đến một cái loại trí tu này. Và cái trí tu này nó sẽ cho chúng ta, đối với Đức Phật thì chỉ có trí tu do nhờ tu thiền thì chúng ta mới phát triển được một cái sự hiểu biết, một cái sự nhận thức, một cái sự tỉnh ngộ, một cái sự chứng đạt. Đó là cái tuệ giác. Và tuệ giác này nó phát sinh lên, nó đặt nền tảng trên hai cái loại trí này. Tức là chúng ta cũng phải nghe, học, chúng ta mới biết được, và chúng ta thực tập những cái lời dạy của Đức Phật. Thì cuối cùng chúng ta bắt đầu chúng ta có khái niệm về thiền. Rồi nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải tu. Chúng ta phải tu, phải tu tập. Chúng ta phải thực chứng, chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải thực tập, chúng ta phải kinh nghiệm. Và đến cái chữ kinh nghiệm thì từ cái khái niệm này đến cái thực chứng, hai cái biên giới này nó khác nhau, hai cái loại trí này nó sẽ khác nhau. Cái loại trí văn và trí tư nó cho chúng ta cái khái niệm thôi. Nhưng mà chúng ta biết, biết thiền là theo sách vở, thiền là theo học thuyết, theo lời giảng của sư thôi. Nhưng mà chúng ta phải thực chứng nó, thì chúng ta mới chứng ngộ được, chúng ta mới có được cái tuệ giác này. Và cái tuệ giác này, Đức Phật chúng ta không có thể van xin, Đức Phật không có ban cho chúng ta, và sư cũng không, và ngay cả Đức Phật Ngài cũng nói ta chỉ là cái người chỉ cho chúng ta, các con cái con đường này thôi.
cái con đường để đưa đến cái tuệ giác này thôi. Và chúng ta phải sao? Phải tập mà thôi. Phải tu. Tu tập. Hôm nọ thì trừ cái tự tu này, sư nói đã đi liền với lại cái pháp môn của mình là gì? Thì muốn đạt được cái trí tu này, chúng ta chỉ có một cái, một cái gì, một cái công cụ duy nhất là gì? Là chữ niệm mà thôi. Đúng không? Và chữ niệm này thì nó gồm ở trong gì? Nó là một trong tám vị quay của cái gì? Của số 8 là gì? Dạ, của Bát Chánh Đạo. Như vậy tóm tắt lại, tất cả những cái từ khi trong Đức Phật Ngài dạy trong kinh, thì những cái từ đó khi chúng ta đọc tới kinh thì chúng ta phải hiểu cái văn đó là như thế nào, và nó được hình thành như thế nào ở trong cái quá trình tu tập của chúng ta. Và những cái từ đó bây giờ trở lại rất là đơn giản, khi mà muốn đạt được cái tuệ giác thì chúng ta phải tu, và chúng ta chỉ có tu niệm mà thôi, phải không? Và chúng ta niệm như thế nào? Từng bước một, chúng ta sẽ có khái niệm. Và khi tu thiền là gì? Là thực ra chữ tu thiền nó gắn liền với lại cái thiền, là chúng ta tu tập cái niệm này. Và cái thiền này, cái từ thiền này, bắt đầu chúng ta có cái khái niệm về cái môn thiền. Môn thiền là gì? Là một cái môn học, một cái khái niệm về học, để làm sao chúng ta phát triển được cái sự hiểu biết, cái sự chứng đạt được cái trí bát nhã này mà thôi. Và muốn đạt được cái trí bát nhã này thì chúng ta có tóm tắt lại con đường tu tập ra trong văn bản, trong kinh điển này, chúng ta phải tu con đường bát chánh đạo. Thì bắt đầu nó chia ra nhiều tám pháp như vậy thì nó hơi rối. Và đối với thiền là cái gì nó thật đơn giản để chúng ta dễ hiểu. Và sư gom gọn lại cái bát chánh đạo, thật ra đối với thiền là chúng ta chỉ cần chú tâm đến, chúng ta tu tập bát chánh đạo á, chúng ta chỉ tu tập cái chánh niệm rồi thôi. Và thật ra trong bát chánh đạo, khi nó trở thành chánh niệm thì cái điều đó nó là cái hướng, nó là cái lý tưởng của chúng ta để chúng ta đạt được cái bát chánh đạo thôi. Chứ còn trong khi chúng ta tu tập thì chúng ta chưa có chánh niệm, chúng ta chưa có cái niệm lực, cái phương pháp để làm thế nào để chúng ta đạt được cái niệm. Và bây giờ chúng ta tu thiền, tức là chúng ta tập tu niệm, đúng không? Rồi tu niệm bằng phương pháp nào? Thì chúng ta có hai cái loại tu niệm, hai cái loại thiền. Để chúng ta tu niệm thì chúng ta tu niệm về thiền chỉ, hay chúng ta tu niệm về thiền quán. Và khi chúng ta tu niệm về thiền chỉ thì chúng ta sẽ bắt đầu học tới cái đề mục của nó. Tóm tắt lại là cái con đường giới định tuệ, và tất cả những cái từ ở trong thiền khi nhắc đến là chúng ta có cái khái niệm về thiền, thì là cái sơ đồ này, cái cách giảng coi như để cho chúng ta hiểu được, liên hệ được những cái bài kinh. Chúng ta đọc bài kinh đó rất là dài, nhưng mà tóm tắt lại cái con đường Đức Phật Ngài đưa đến Ngài kết luận sau khi Đức Phật Ngài giải cái bài kinh đến xong đó, thì Đức Phật Ngài kết luận là tám cái pháp bát chánh đạo, con đường bát chánh đưa đến cái sự thanh tịnh, đưa đến trí tuệ. Thì thật ra trong đó chúng ta tu niệm, chúng ta chỉ tu có cái niệm lực này thôi, cái sự chánh niệm này mà thôi. Và cái niệm này, cái chữ xá tí này, khi nó trở vào trong bát chánh đạo thì nó thêm chữ samma, tức là chánh niệm. Rồi thế nào là chánh niệm, mà trước khi trở thành chánh niệm thì thế nào gọi là niệm, và thế nào chúng ta niệm là niệm cái gì, và niệm làm sao. Thì bước thứ hai, sau khi chúng ta có khái niệm về sự hiểu biết về trí tuệ rồi, thì chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai của cái bài thiền. Sư sẽ tóm tắt lại cái bài giảng này. Ông kỳ sau, mỗi sau hai bài giảng, bốn bài giảng thì nó sẽ có, sư sẽ có tóm tắt lại nữa.
và sư sẽ gửi đến lớp. Yên tâm mà. Và trong cái đĩa sư gửi cho con thì cái bài giảng rộng là nó nằm ở trong cái quyển Chân Đế và Tục Đế, tất cả những cái bài giảng của cái khóa học cái buổi thứ hai này thì là nó là cái bài này. Sư vừa trích ra cái đoạn mà giải về trí ba loại trí đây ở trong cái quyển hành thiền thì bài giảng vừa rồi chúng ta có cái bài tóm tắt như thế này: ba loại trí tuệ, có ba loại trí huệ: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ tức là sutta-paya ñāṇa, là trí tuệ phát sinh do nghe hay học. Tư huệ cittamaya ñāṇa, khi dịch ra thì cái trí bát nhã, cái chữ bát nhã này nó nằm ở trong tam học giới, giới định và tuệ. Còn cái từ ñāṇa này Đức Phật ngài sử dụng ở trong 16 cái tuệ giác ở trong thiền minh sát. Về từ Bali chúng ta thấy nó khác nhau, nhưng mà khi dịch ra thì chúng ta, những nhà dịch giả thì là thông thường hay lầm lẫn, và không phải lầm lẫn mà là dịch những cái từ nó gần giống với nhau, là dùng cái chữ trí huệ hay là trí tuệ. Nhưng mà về chi pháp, về cái đặc tính, tại sao Đức Phật ngài có khi Đức Phật ngài dùng chữ Banh Nha, có khi ngài dùng chữ Nha Ná, nó xuất hiện ở trong những cái bài kinh. Và những cái bài này, những cái từ này nó có những cái đặc tính riêng. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết là hai cái từ này trong khi chúng ta nói đến trí tuệ hay là trí huệ thì nó tương đồng với nhau mà thôi. Văn huệ sutta-maya ñāṇa là trí huệ phát sinh do nghe hay học. Tư huệ là cittamaya ñāṇa, là trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ và lý luận. Tu huệ pāvana ñāṇa là trí tuệ phát sinh do sự tu trì để phát triển tinh thần, khai mở trí huệ, đó là hành thiền. Thì tới đây chúng ta mới có được cái từ định nghĩa của hành thiền. Tôi có thể giúp bạn có văn huệ, tư huệ, nhưng không thể giúp bạn có tu huệ. Muốn có trí huệ này, bạn phải tự mình gặt hái lấy, bạn phải hành thiền minh sát để có tu huệ. Hành thiền minh sát là quán sát các hiện tượng vật chất và tâm để thấy chúng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không điều khiển được, không kiểm soát được, không có bản chất, không có cốt lõi, vừa mới sinh ra lại diệt mất và rơi vào không. Vô thường, khổ và vô ngã còn được gọi là tam tướng. Người thấy được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của sự vật thì sẽ không còn tham ái dính mắc vào chúng, nên sẽ thoát khổ. Người thấy được tam tướng hay thấy được đặc tánh không của sự vật sẽ thoát khổ. Sự vật ở đây còn gọi là vật chất và tâm, thân và tâm, danh và sắc, pháp hữu vi, ngũ quẩn, 12 xứ. Đó là những cái từ ở trong khi Đức Phật ngài đề cập đến những cái phần này. Nếu hỏi các bạn đã thấy vô thường chưa thì hầu như mọi người đều trả lời là đã thấy. Hỏi thấy như thế nào, họ sẽ trả lời đại khái như sau: chẳng hạn như lúc mới sinh ra, ta còn nhỏ, nay ta đã lớn, tuổi đã già, trước kia ít bệnh, nay bị đau yếu hoài. Trước đây thấy có đầy đủ sức khỏe, nay đã yếu, lại thấy người già, người chết, hoặc thấy nhà, cửa, bàn ghế trước đây mới mẻ, nay đã cũ mòn, vân vân. Thấy tất cả sự vật vừa mới có đó lại rồi mất đó, rốt cuộc tất cả đều đi vào không. Nhưng khi hỏi thấy vô thường như vậy, họ đã hết khổ chưa? Thì họ trả lời là chưa hết khổ. Chẳng hạn như một Phật tử đến chùa, nghe nhà sư giảng về vô thường, rồi Phật tử ấy mới nghe giảng về vô thường xong, đứng dậy ra về, bước tới cửa, chiếc kính mắt rơi xuống, bể, tâm đã thấy buồn khổ ngay. Tại sao thấy biết vô thường rồi mà bây giờ kính cho chúng ta rớt bể lại cảm thấy buồn khổ? Bởi vì sự thấy vô thường ở đây, sự biết vô thường ở đây chỉ là
thấy biết qua sách vở, thấy biết do nghe người ta nói, hay thấy biết do quan sát một cách hời hợt bên ngoài, bề mặt. Tuy nhiên thấy biết qua sách vở, qua việc nghe người khác nói, hay quan sát, hay qua sự quan sát hời hợt, thì cũng gọi là trí tuệ. Được như vậy cũng còn hơn là chẳng biết gì về vô thường. Đây là trí huệ đến do nghe, do học hỏi. Đây là trí huệ khởi đầu. Khi chiếc kính rơi xuống bể, ta thấy buồn khổ, nhưng nhờ có đọc sách, đã nghe về sự vô thường trước đây, nên ta tự nhủ, thôi mọi vật, sự vật trên đời, trên thế gian này, vật chất và tâm đều vô thường. Chiếc kính là vật chất, nên cũng bị luật vô thường chi phối thôi. Chúng ta tự nghĩ như vậy, nên sự buồn khổ, do sự mất mát giảm nhiều, sự tiếc nuối, sự tự trách sẽ giảm đi hay không kéo dài nữa. Đây là trí huệ do sự suy tư, nên chúng ta kềm chế được, chúng ta tự an ủi chúng ta bằng cái lý luận để chúng ta không có buồn khổ khi chúng ta mất mát những cái vật yêu thương của chúng ta. Sau khi mua chiếc kính khác, nếu rớt bể lần nữa thì lại buồn khổ, rồi lại suy tư, rồi lại cũng hết buồn. Mỗi lần có điều gì không xứng ý, vừa lòng xảy ra, ta lại buồn, rồi ta lại suy tư, ta lại tự an ủi, rồi lại hết buồn khổ, nhưng cái khổ không dứt hẳn. Hai loại trí huệ trên, trí huệ đến từ sự nghe, trí huệ đến từ suy tư, chỉ là trí huệ vay mượn, chưa đủ khả năng để diệt trừ đau khổ. Nỗ lực, cố gắng hành thiền, dần dần thiền sinh có được trí tuệ thấy rõ trên thế gian này chẳng có gì ngoài các tiến trình vật chất và tâm. Chẳng hạn khi thiền sinh quan sát sự chuyển động của bụng, sẽ thấy rằng chỉ có sự chuyển động của bụng là tiến trình vật chất, và sự ghi nhận chuyển động này là tiến trình của tâm, ngoài ra chẳng có gì khác. Sau đó nếu tiếp tục hành thiền, thiền sinh lại thấy rõ mọi sự vật chẳng có gì tự sinh ra mà không có nguyên nhân và điều kiện. Có sự chuyển động là nhân thì mới có sự ghi nhận là quả. Phải có ý muốn đưa tay ra là nhân mới có tác động đưa tay ra là quả. Ngoài ra chẳng có gì cả. Muốn có được sự thấy, phải có ít nhất ba điều kiện: mắt, vật thấy và tâm. Không có đủ ba điều kiện này, không thể nào có được sự thấy ra. Xảy ra, thiền sinh thấy rõ các hiện tượng vật chất và tâm đều có nhân và quả và điều kiện. Đoạn này chúng ta thấy rằng, bắt đầu chúng ta đi vào một cái loại thiền. Đức Phật ngài dạy chúng ta những cái cơ bản. Chúng ta học, chúng ta đến với Phật giáo, đến với Đức Phật. Chúng ta nghe nói đến tam tướng, hôm trước là chúng ta nghe nói đến tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Tam tướng đó thì chúng ta bằng trí văn, vô thường, khổ và vô ngã. Cái định luật thứ hai Đức Phật ngài dạy chúng ta đó là định luật về gì? Định luật về nhân quả. Chúng ta phải biết cái nhân nào nó đưa đến cái quả. Nếu nhân cái từ ngoài đời, một cái điều làm xấu, một cái việc không tốt, cái nhân xấu, thì cái tên gọi ở trong kinh tạng, ở trong khi chúng ta học lý thuyết về Phật giáo thì chúng ta nói là cái nhân bất thiện, tức là những cái hành động nó không tốt, nó không đúng, thì cái nhân bất thiện nó sẽ cho cái quả là không, nó cho cái quả khổ. Không. Còn cái nhân thiện thì cho cái quả cái chữ lạc này là chúng ta dùng cái chữ Hán. Còn nếu mà dùng tiếng Nôm ở Việt là do cái quả vui, nó đối xứng lại với cái quả đối nghịch lại với quả khổ. Thì tạo nhân nào thì chúng ta có cái quả ấy. Nếu tạo nhân tốt thì chúng ta tạo nhân xấu thì chúng ta có quả khổ. Tạo nhân tốt thì chúng ta có cái quả an vui. Đó là cái định luật về nhân quả. Và định luật này nó chi phối toàn bộ tam giới. Cũng giống như là cái tam tướng đầu tiên chúng ta phải thấy đó là vô thường, khổ và vô ngã.
Và cái khổ này chúng ta cũng phải học. Đức Phật Ngài định nghĩa cái khổ theo quan niệm Phật giáo như thế nào, và cái sự vô thường khác. Cái sự vô thường trong kinh tạng Đức Phật Ngài nói, và cái sự vô thường theo cái sự suy nghĩ chúng ta, thì cái bài đoạn trên chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ cái mắt kiến mình bể nó vô thường, nó thay đổi. Cái chiếc lá vàng nó xanh, khi mà nó trở thành chiếc lá xanh nó rụng xuống, chúng ta nhìn chúng ta nói là sự vô thường. Tất cả những cái đó là sao? Đó là cái sự suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Chúng ta suy nghĩ về vô thường, chúng ta suy nghĩ về cái khổ. Chúng ta học về vô thường, chúng ta học về khổ. Chúng ta có khái niệm về vô thường, chúng ta có khái niệm về khổ. Chúng ta có khái niệm về vô ngã. Và như vậy sư mới hỏi hôm trước đó là thật ra khi mà chúng ta biết Đức Phật Ngài nói người nào mà thấy được vô thường, người nào hiểu được vô ngã, thấy được vô ngã, thấy được cái khổ, thì người ấy sao chứng đạt được cái giáo pháp này mà mình hiểu được vô thường không? Thấy vô thường không? Chúng ta chỉ hiểu vô thường bằng trí văn và trí tư mà thôi, chứ chúng ta không có chứng đạt, chúng ta không có kinh nghiệm cái vô thường, cái khổ và vô ngã này, mà chỉ bằng cái sự tu tập. Và cái sự tu tập đó thì trong cái đoạn này bắt đầu chúng ta sẽ đi sâu vào cái phương pháp đó. Chẳng hạn như trở lại, nỗ lực cố gắng hành thiền, dần dần thiền sinh có trí tuệ, thấy rõ trên thế gian này chẳng có gì ngoài các tiến trình vật chất và tâm. Cái câu này ban đầu đọc lên các con thấy nó không có liên quan gì tới cái đoạn trên hết, đúng không? Mình thấy vô thường, thấy sự thay đổi của cái kia, cái mặt kiến nó bể của vạn vật, thì sau đó lại tự nhiên lại nói đến cái tiến trình sinh hoạt của vật chất và tâm. Là tại sao vậy? Và tại vì nãy giờ sư mới hỏi cái câu là cái sự hiểu biết của chúng ta, cái sự hiểu, cái sự hiểu biết của chúng ta với cái sự suy nghĩ, hai cái trạng thái này, hai cái tính chất này, trước nhất là mình, nó nằm ở đâu ở trong con người của mình vậy? Nằm ở tâm. Bây giờ tâm con, tâm con ở đâu? Con biết nó nằm trong tâm con rồi, nhưng mà tâm con ở đâu? Không chỉ được, phải không? Nhưng mà mình cảm nhận được nó không? Con vui không? Biết con vui không? Tại sao mình nhìn người khác mình biết ta vui vậy? Nó thể hiện lên. Và khi mà học, con học bên sinh ngữ, con có cái môn học, sư nói tiếng Anh giỏi lắm, sư nói tới mỏi tai luôn à. Không hiểu đâu, không hiểu à. Cái body language tức là cái ngôn ngữ. Con gặp một người nước ngoài, con không biết nói tiếng Anh đi, nhưng mà con diễn tả cái mặt mà con, cái tay chân con bằng cái body language, tức là bằng cái ngôn ngữ của thể xác, của cử động. Thằng Anh, thằng Mỹ nó hiểu không? Hiểu được một chút, chút không? A little bit. Và như vậy thì sao? Mình đọc được cái tâm của người ta không? Mình hiểu được tâm tao. Mình nhìn cái mặt người ta, mình hiểu được tâm tao. Chút chút không? Như vậy thì chứng tỏ rằng hôm trước sư đã nói cái khái niệm về một chúng sanh, về một con người, thì theo quan niệm của Đức Phật thì một chúng sanh nó gồm có hai phần gì? Là thân và tâm thôi. Thân là cái từ ở trong Phật học mình là nó là sắc, sắc pháp. Và cái tâm là phần danh, hay là cái từ bên ngoài, là cái này là vật lý nè, cái này là tâm lý nè. Không, cái phần thân là cái phần thô, cái phần hình tướng mình là cái thân này, cái thân như đang đứng nè, và cái tâm hồn của mình.
Cái anh này mới là tâm dẫn đầu các pháp. Trong cái câu pháp cú đầu tiên, tâm dẫn đầu các pháp. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng không phải là duy tâm, không phải là chỉ có tâm thôi. Cái tâm này nó đặt nền tảng trên cái thân này. Cái thân mình mà bệnh hoạn, cái tâm mình sao? Nó đâu có quân bình, không? Mình khi mình bệnh hoài, mà khi mà cái thân mình nó đau yếu thì sao? Cái tâm mình sao? Nó có mạnh mẽ được không? Nó quạo quọ chứ, đang nhức đầu, đang đau răng rồi đứa nào tới chọc mình thì là mình sân, dễ sân hơn là, thấy không? Thì như vậy là tâm dẫn đầu các pháp, nhưng mà tâm sanh diệt và thân cũng sanh diệt luôn. Đối với Đức Phật, Ngài nói hai cái pháp này luôn luôn nó song hành với nhau, nhưng mà cái năng lực của tâm thì nó mạnh hơn. Và khi chúng ta tu tập thì cái tâm này nó vô hình, chúng ta khó bắt được. Hồi nãy hỏi mình biết được cái tâm mình vui, cái tâm mình buồn mình biết được, nhưng mà làm sao để nắm được nó, để thấy được nó? Thì do nó vô hình, nó nhanh hơn, nên chúng ta khó mà bắt gặp được nó. Vì thế Đức Phật Ngài mới mượn chúng ta những trước thời kỳ Đức Phật thì người ta cũng có một phương pháp tu tập, người ta mượn cái gì, cái thân này, và trên thân này chúng ta có cái gì nó dễ cho chúng ta chú tâm, thì đó là cái hơi thở. Do đó mà hơi thở nó thuộc về thân, nó nằm ở trên thân. Nhưng mà con thấy khi mà cái tâm mình nó dao động, khi mình nổi sân lên thì cái hơi thở mình nó là sao? Nó dồn dập, nó nhanh lên, đúng không? Và khi cái tâm mình nó quân bình, cái tâm mình nó mát mẻ, thì cái hơi thở mình nó sao? Nó nhẹ nhàng. Và hôm trước sư có nói rằng cái con rùa, cái hơi thở nó rất là chậm, nên cái tuổi thọ của nó rất là thọ rất là lâu. Và cái con chim sắt, những con chim thì cái hơi thở nó rất là nhanh, nên cái tuổi thọ của nó rất là ngắn. Như thế nào thì chúng ta thấy rằng cái thân này và cái tâm này, hai cái nó liên hệ với nhau, nó sinh hoạt cùng với nhau. Và khi mà cái tâm mình nó dao động thì cái tâm mình nó mất quân bình, cái tâm mình nó ô nhiễm, thì cái hơi thở mình nó cũng không có quân bình, cái hơi thở mình nó cũng dồn dập như thế nào. Thì chúng ta mượn cái hơi thở này để chúng ta hiểu được cái tâm của mình, và chúng ta phải mượn cái hơi thở này để chúng ta quân bình cái tâm chúng ta trở lại. Và người đời thì người ta có nhiều cái cách để người ta kềm chế cái tâm bằng cái hơi thở. Chúng ta dùng yoga, chúng ta dùng những cái pháp nội công, khí công gì đó, để chúng ta quân bình được cái tâm. Nhưng mà tất cả những cái điều đó Đức Phật Ngài không gọi là thiền của Phật giáo. Tại sao vậy? Xà thú. Biết được có trí tuệ như vậy là hiểu được, không đưa đến giải thoát. Nhưng mà làm sao chúng ta biết thế nào là giải thoát và thế nào là không giải thoát? Làm sao chúng ta tu, chúng ta biết được khi chúng ta điều khiển được hơi thở rồi, chúng ta đạt được cái sự an lạc trong tâm đó, mà nếu chúng ta không có khái niệm về cái khổ này? Thì chính cái hồi nãy vị nào mới vừa nói là chúng ta tu tập để chúng ta thoát khổ, nhưng mà chúng ta không có thấy được cái khổ vi tế. Khi chúng ta đạt được cái hơi thở nó an tịnh, nó thanh lọc ở trong tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta dính mắc vào cái an lạc đó, đó cũng là một cái loại lấy ái, nhưng mà nó là khổ, nó là cái nhân của khổ. Và do chúng sanh không hiểu biết cái điều này, không hiểu biết tường tận điều này, nên chúng ta lại nhận lầm. Chúng ta đi tập một đoạn rồi, chúng ta tiến bộ một đoạn rồi, nhưng mà chúng ta lại nhận lầm cái tham ái, nó dính mắc vào trong cái sự tu tập của chúng ta. Nên đối với pháp thiền của Phật giáo là thiền quán tứ niệm xứ, thì Đức Phật là ngay từ cơ bản chúng ta phải có những cái khái niệm, chúng ta phải nhận dạng được hết tất cả những cái pháp nào là bất thiện, pháp nào là tốt, pháp nào là xấu, pháp nào đưa đến sự giải thoát và pháp nào không đưa đến sự giải thoát, mặc dầu cái pháp đó nó có vị ngọt của nó. Và rất là đơn giản, ở trong giới định và tuệ thì ở trong định này nó có cái vị ngọt. Chúng ta tu tập và đến khi chúng ta đạt được định đã là một cái sự tu tập rất là
là công phu lắm chúng ta mới đạt được cái an lạc trong tịnh này. Nhưng mà nếu chúng ta dính mắc vào đây thì cái định này nó lại trở thành là cái khổ làm chúng ta luân hồi. Chúng ta phải đạt được cái sự giải thoát, đó là cái tuệ giác này. Chúng ta phải từ bỏ cái này chúng ta, và chúng ta phải có cái định này. Trên cái nền tảng của định chúng ta phát triển cái tuệ thì chúng ta mới có được cái sự tu tập, cái sự giải thoát ở đây. Còn nếu chúng ta không có hiểu biết, chúng ta đứng đây chúng ta thỏa mãn với lại cái vị ngọt của định, của sắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái loại định đó nó cho chúng ta cái vị ngọt do cái tâm chúng ta nó rất là kiên cố, rất là an tịnh. Nhưng mà cái khổ vi tế, cái sự vô thường vì thế, cái sự luân hồi ở trong cái tam giới nó vẫn còn. Cái vị mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vẫn sau khi hết cái quả của thiền rồi, hết quả tốt rồi thì vị ấy cũng phải rơi trở xuống luân hồi trở lại. Và chỉ có cái thiền quán tứ niệm xứ đưa đến cái tuệ giác thì chúng ta mới cắt đứt cái sự luân hồi này mà thôi. Cái đó là nó xa lắm. Bây giờ trở lại thì, và để cho hiểu được cái nguyên nhân, cái cốt lõi chúng ta có cái sự hiểu biết thật chính chắn về tất cả những con đường tu tập. Đi ngang qua sự tu tập thì chúng ta phải đi ngang qua định. Nhưng mà cái định của thiền chỉ và cái định của thiền quán nó sẽ khác nhau. Giờ từng bước chúng ta bắt đầu phân biệt trở lại. Chẳng hạn, do đó mà cái câu này, cái câu mà sư Bôi Xanh này, nỗ lực cố gắng hành thiền, cái hành thiền, cái nỗ lực hành thiền này của người Phật tử, của người thiền sinh mà tu tập thiền quán, cái mục đích nó sẽ khác với lại cái mục đích tu tập của người tu tập thiền định. Chẳng hạn khi thiền sinh quan sát sự chuyển động của bụng sẽ thấy rằng chỉ có sự chuyển động của bụng là tiến trình vật chất, và sự ghi nhận chuyển động là tiến trình của tâm. Thì con ngồi như thế này, con biết cái lưng con cong hay là thẳng vậy? Cong thẳng, thẳng cong. Khi sư đặt câu hỏi cái lưng con như thế nào thì khi ấy cái tâm con, cái sự cảm nhận, cái sự hiểu biết của con, của các con mới quay trở về với lại cái thân của mình, phải không? Trước khi sư đặt câu hỏi đó thì con có cảm nhận được cái lưng mình như sao đó không? Cái chân con để đâu không? Có không? Giỏi vậy ghê vậy hả? Mắt nó, sự đấy mắt nó lên trừ hết mà biết được cái chân mình để sao? Để ngay, để thẳng rồi, biết không? Giỏi vậy đó. Có chính, mà nếu mà giỏi như vậy là các con có chánh niệm rồi đó. Phải không? Và như vậy, sư vừa lấy một cái ví dụ, vừa đặt lên một câu hỏi để cho con thấy rằng khi chúng ta có niệm nó khác, mà chúng ta niệm về cái thân của chúng ta, niệm ở trong thân nó khác. Và cái niệm đó, sư nói một cái từ mà Đức Phật ngài hay nói, đó là cái sự tỉnh thức. Mình tỉnh thức với những cái gì ở trên thân của mình, mà nói tóm gắt lại, nói gần gũi hơn, mình tỉnh thức với những cái cảm giác, những cái cảm thọ ở trên thân của mình. Và gần hơn nữa là sư nói là cái lưng mình nó cong hay nó thẳng, đó là một cái rất là cụ thể để mình niệm được, mình biết được, mình cảm giác được, mình tỉnh thức được với lại cái tư thế của mình. Và khi chúng ta học ở những cái bài trước, không phải ở những cái nơi khác, thì chẳng hạn khi nói đến thiền là nói về cảm thọ, nói về cảm giác gì, chúng ta nói những cái từ về lý thuyết, nhưng mà để mà niệm được cái cảm thọ về thân, ví dụ như trong cái lý thuyết của bài kinh của Hòa Thượng này, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, đọc câu đó, nhưng mà để thực tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô như thế nào, để làm sao tập được an tịnh rồi cảm giác về thân tôi sẽ thở ra, làm sao tập được cái đó. Thật ra chúng ta tập được cái đó là chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại, chú tâm của mình, đưa cái tâm mình về cái điểm nào mà trên thân mà mình muốn cảm nhận đó. Như chẳng hạn sư vừa nói là con cảm nhận cái lưng con như thế nào, lưng cong hay thẳng, thì lúc đó thật ra là lúc đó con mới là cảm giác về thân tôi sẽ thở vô hay thở ra. Thành ra cái câu lý thuyết là một chuyện, là một vấn đề, là trong kinh tạng nó như thế này, nhưng mà muốn thực tập được cái câu của Đức Phật, muốn hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật ngài chỉ nói như vậy, nhưng mà làm sao tập được cái đó. Và chúng ta là tập được cái đó
trong một thời gian dài thì chúng ta là đã đạt được cái mới là cái bước đầu, là chúng ta biết cái cách tu niệm mà thôi. Chúng ta biết cái cách niệm, chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về cảm thọ. Và cái cảm thọ mà con cảm nhận cái lưng mình cong, và cái cảm giác mỏi ở trên lưng con, cái cảm giác mỏi đó nó có thường xuyên không, hay là nó sanh lên rồi nó mất đi? Thế chẳng hạn giờ tôi chuyện dễ nhất là giờ bỏ cái chân mình xuống dưới cái nền gạch đấy, con thấy nó gì? Con đâu có bỏ sao con biết lạnh? Không, con đâu có bỏ cái chân con mà con trả lời lạnh được. Sư vừa hỏi bỏ cái bàn chân con xuống dưới cái nền gạch thì con một số thiền các tăng sinh thì mình trả lời là lạnh. Thì cái lạnh đó là do con tưởng tượng thôi. Con nhớ lại cái kinh nghiệm của mình trước đây á, nếu mình bỏ cái chân mình xuống ở dưới cái nền gạch mà sư hỏi như vậy thì mình trả lời là lạnh. Nhưng mà cái câu nói đó là câu nói của trí văn và trí tư, và cái tư đó là tư tưởng lại cái chữ con trả lời cái lạnh đó là con đang nhớ lại, con tưởng lại cái lạnh mà con đã từng kinh nghiệm khi con để cái chân con xuống này. Còn hiện tại cái câu hỏi xưa là hiện tại bây giờ chân con có cảm giác lạnh của nền chánh điện hay không, thì con phải hiện tại thì con phải để cái chân con xuống và con cảm giác cái lạnh này. Và xưa mới hỏi câu thứ hai là cái lạnh này nó cảm giác trường tồn hay là nó chỉ lạnh một chút rồi nó hết. Thành ra muốn trả lời cái câu của sư á thì các con tại sao, và cái bài tập đó, cái câu hỏi đó nó đang hướng dẫn con đến một cái sự tu tập, đúng là chúng ta niệm cái cảm thọ của cái lòng bàn chân chúng ta trong cái giây phút hiện tại này. Và cái kinh nghiệm đó bây giờ sư giải ra bằng lời nói, nhưng mà cái kinh nghiệm đó con tập niệm thì con mới chứng đạt được à nó lạnh. Và thật ra con cảm giác lạnh và con cảm nhận được ngay khi cái chân con vừa đặt xuống, và con cảm nhận nó lâu hay mau. Thì cái kinh nghiệm nó chỉ xảy ra trong mấy giây thôi. Và mấy giây đó là mấy giây của hiện tại, của cái sự tỉnh thức đối với cái cảm thọ của mình. Và đó là cái bài tập, và đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài muốn chúng ta phải kinh nghiệm. Mà không phải kinh nghiệm trong một hai cái thôi, chúng ta kinh nghiệm suốt cả 24 tiếng đồng hồ, chúng ta kinh nghiệm suốt cả ngày. Thì một lúc nào đó cái tuệ giác này nó sẽ đủ sức phá vỡ cái quan kiến sai lầm của chúng ta về vô thường, về khổ. Và chỉ cần nó phá vỡ một đặc tướng này, nó hiểu được một đặc tướng này thì nó sẽ liên quan, nó sẽ dẫn đến những cái đặc tướng khác. Và khi đó cái kinh nghiệm đó mà nó vỡ hòa ra, nó đầy đủ năng lực của nó rồi, thì là chúng ta sao chuyện nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Cuối những bài kinh ở trong bộ kinh đó cả, thì cái vị mà ta chứng đạt được ta chỉ nói vậy thôi. Mà mình làm được không? Được mà, nãy giờ mới trả lời, chưa hỏi trả lời tôi biết lạnh không? Biết. Thì vậy là mình có tỉnh thức không? Có không? Bây giờ sư không nói là đúng hay sai, mà tự các con có hiểu rằng mình đã đi, mình là cái gì? Nãy giờ cái bài biểu đồ, cái lộ trình phải đi đến Niết Bàn á, cái lộ trình phải đi chứng đạt được á, cái lộ trình mà con kinh nghiệm được, cái lộ trình mà con tỉnh thức theo cái lời giảng của Đức Phật trong kinh điển á, thì cái lộ trình đó con đặt chân ở cái mức nào thì tự con hiểu biết lấy. Và con cần phải hướng dẫn để tiếp tục con tu tập để sao con có được nhiều cái kinh nghiệm đó không, là chuyện của các con. Hiểu không? Và hiểu mình có nên tu tập thiền quán không? Cần sự tỉnh thức không? Hay là mình cứ sống trong cái ảo giác là mình nghĩ là mình tỉnh thức nhưng là thật ra mình vay mượn hết. Phải không? Và con luôn luôn mình sống với lại cái gì? Cái quá khứ của mình không à? Tại là cái câu mình kinh mình đọc hoài á, nhưng mà mình đọc nhưng mà nhờ đọc như vậy rồi lần lần mình mới kinh nghiệm được. Quá khứ không truy tầm, phải không? Tương lai không ước vọng, hiện tại chính là đây. Phải không? Mình đọc như vẹt vậy á. Ngày nào cũng tụng hết á, sư phải như bài đó là ở chùa sư là sư bắt những ở trong chúng của sư là tụng, nhưng mà tụng xong rồi sao nó trả lại trong kinh hết. Nhưng mà nếu cái câu đó hằng ngày mình tu tập thì mình sẽ có được cái kinh nghiệm đó. Và
bảo đảm rằng, không phải là trong kinh nói, bảo đảm rằng nếu mà con kinh nghiệm cái đó mà trong vòng 10 phút thôi, bảo đảm cái vị ngọt của cái thiền quán, cái tâm con nó sẽ lần lần, nó sẽ thoát khỏi cái năng lực của ba cái tâm tướng, nó sẽ nhận thức được rõ ràng cái tâm tướng này trong từng giây phút, trong cái bản thân của mình đó. Và lúc đó cái tâm con nó rất là quân bình. Tại sao vậy? Vì lúc đó cái năng lực của niệm nó trở thành là cái năng lực của chánh niệm rồi. Chúng ta niệm bất kỳ một đề mục nào, cái hơi thở chúng ta nói là một cái đề mục thiền. Nhưng mà khi cái đề mục đó nó trở thành là cái đề mục của chánh niệm rồi á, tâm chúng ta nó phát triển một cái loại tuệ giác á, một cái nhà ná, nó phát triển, nó thấy được cái tam tướng ở đâu, thì cái chánh niệm, cái niệm đó nó trở thành cái năng lực của chánh niệm. Và khi chánh niệm nó trở thành năng lực của chánh niệm đó, thì nó trở thành một chi trong bát chánh đạo. Và như vậy là con đang đặt chân trên con đường để đưa đến cái sự giải thoát. Và đây là cái quy luật và giáo pháp của Đức Phật Ngài khẳng định ở trong kinh, chứ không phải là do sư nói hay do Hòa Thượng Viện Chủ viết, mà là trong kinh tạng hiểu biết bát chánh đạo, cách thực tập chánh đạo là như thế đó. Và người nào đặt ngày nào mà còn những thiền sinh chúng ta thực tập đúng thiền quán tứ niệm xứ chúng ta, thì cái con đường bát chánh đạo này nó còn xoay chuyển, cái bánh xe pháp luân nó còn vận hành, thì ngày đó trong giáo pháp này vẫn còn những người chứng đạt được những bậc thánh nhân. Và những cái trung tâm thiền ở trên khắp thế giới vẫn còn những người thiền sinh, người ta đạt được những kinh nghiệm này. Và mong rằng trong lớp chúng ta sẽ có những người đạt được như vậy. Dạ. Dễ không? Nãy giờ sư chỉ với con kinh nghiệm được, con hiểu được rồi, mình hiểu được là mình sẽ làm được. Rất là dễ. Không? Giáo pháp của Đức Phật rất là rõ ràng. Và từ đó con mới hiểu rằng có nhiều người nói là tu thiền không phải là chúng ta phải ngồi nhắm mắt, rồi từ đó những người bắt đầu người ta mới dễ dời ra thêm nữa là tu không cần phải gì đó, ngồi thẳng lưng kiết già bán già rồi phải ngồi vậy, mà tôi mở mắt thông dong ra ngoài đời, ra ngoài ở giữa chợ cũng tu được. Thì cái đó là một trạng thái của người đã đạt được rồi thì người ta mới làm được vậy. Còn nếu chúng ta không có tu tập từng cái bước dễ rồi đến bước khó thì chúng ta có được cái chánh niệm đúng không? Khó lắm, được không? Nãy giờ sư giảng về sự tỉnh thức á, thì mình thấy quay trở lại thì mình nhận thức mình hiểu được, nhưng mà để đạt được cái kinh nghiệm đó thì cái chánh niệm, cái lực của niệm của con á, nó phải sao? Nó phải đủ sức mạnh, nó phải có định ở trong đó, chứ không phải con khi mà con nói con cảm giác lạnh ở chân á, thì khi mà mình phải có cái sự chánh niệm và cái tâm mình nó phải nằm ở cái lòng bàn chân mình đó, thì thật ra lúc đó bát chánh đạo nó cũng đầy đủ ở trong cái niệm đó rồi, tức là cái chánh định, cái sự định tâm, cái sự chú tâm, cái tâm mình nó đã nằm ở trong cái lòng bàn chân mình đó rồi, thì mình mới cảm nhận được cái lạnh đó nó xuất hiện ngay trong cái giây phút hiện tại đó. Và trong cái giây phút hiện tại đó thì cái chánh niệm mình nó cũng nằm ở nơi đó, tất cả những cái năng lực đó nó tụ lại một điểm, ở một xứ, ở một nơi, ở một cái chỗ ở trên thân của mình, thì lúc đó cái tuệ giác nó sẽ phát sanh lên y như vậy. Chúng ta còn 15 phút, 20 phút để thực tập, đúng không? Trong đoạn này có gì hỏi không? Và lần trước thì chúng ta có tới 15 phút để tu tập cái quay nghi đứng. Hôm nay thì sư sẽ cho con nếm thêm cái vị ngọt nữa là là chúng ta nằm phải không? Dạ, ai muốn nằm nè? Ở trong tứ quay nghi chúng ta cái vị ngọt đi đứng nằm ngồi nào ngọt nhất, nào dễ nhất? Muốn nằm không? Không giờ sẽ cho nằm nằm một tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích nha. Lúc đó là nó không còn vị ngọt của nằm nữa mà nó sao? Nó khổ đế. Nằm một bên hồi thì sao? Nó tê. Nó sẽ cái tê của nằm á, con nằm á mà thứ nhất con cho con nằm, nhưng mà sư bắt con phải không có được ngủ. Nhắm mắt mà phải tỉnh thức á,
nhắm mắt nằm á, mà nó nằm yên, nằm không có được nhúc nhích, không có được trở người á, thì lúc đó cái quan nghi nằm nó có vị ngọt không? Rồi nó khổ, khổ còn hơn là con đứng hay là con gì đó, con ngồi đó. À giờ mời lớp đứng lên, chúng ta hồi hướng rồi chúng ta bắt đầu. Nghe hồi hướng em muốn đi về rồi. Sư dụ cái tâm con rất là, sư chỉ cần hướng dẫn dụ là tâm nó chạy theo cái con thấy cái tư tưởng của mình nó rất là nhanh, nó muốn cái này. Mới ban đầu biểu gì đó, tập thiền đứng cái rồi đòi là đòi nằm, nằm xong rồi bây giờ chưa ấy, giờ thôi giả hộ cho nó là cho hồi hướng để đi về, cái là đứng dậy hết rồi. Các con có chánh niệm buông thõng hai tay. Quên hết tất cả những lời giảng, nhắm mắt lại. Quay trở về với bụng của mình, với hơi thở của mình. Buông thõng toàn thân, hai chân đứng chúng ta dạng chân rộng 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 ra chút xíu. Rồi đó. Thoải mái. Chú ý xuống cột sống lưng. Điều quan trọng khi bất kỳ trong tư thế đứng, ngồi hoặc đi, chúng ta đều kể từ giây phút này, lớp chúng ta luôn luôn khi sư nói giữ hơi thở điều hòa là con phải biết mình giữ cái hơi thở mình ở mũi, xong rồi cái cột sống lưng là cái điểm, cái nơi, cái chỗ mà khi chúng ta khởi cái chánh niệm, chúng ta khởi cái sự tu tập chúng ta lên, thì chúng ta luôn luôn chú tâm lại cái cột sống lưng của chúng ta. Dù đứng, dù ngồi hay đi, cái lưng chúng ta lúc nào cũng thẳng. Thẳng nhưng mà không phải gồng người lên, thẳng một cách thoải mái. Hai chân dang rộng. Mười đầu ngón tay chúng ta buông thõng, có cảm giác như nước của cái những giọt nước ở mười đầu ngón tay chúng ta nó giọt xuống dưới đất kìa. Giữ hơi thở điều hòa. Chú tâm lại nơi bụng. Cái con hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, ba hơi thở ra, ba hơi thở vô. Cùng một ý nghĩ, tất cả những suy nghĩ, những vợ nhơ, những phiền muộn thoát ra ngoài thân và tâm của tôi. Giờ đây, trong 15 phút này, tâm tôi thật yên tĩnh, thân trong tư thế đứng thật thoải mái, lưng thẳng, đầu và cổ thẳng, giữ hơi thở điều hòa, không suy nghĩ. Muốn không suy nghĩ, các con chú tâm lại nơi mũi. Có hai điểm, khi hít vào bụng phồng lên, chúng ta biết. Khi thở, hơi thở đi ngang qua mũi, cái cảm giác của gió đi ngang qua mũi, chúng ta chú tâm vào đó, chúng ta niệm hơi thở ra, hơi thở vào. Đó là điểm thứ hai. Chỉ chọn một trong hai, một là chót mũi, khoảng môi trên, hai là nơi bụng. Bụng thì chúng ta cảm nhận cái chuyển động, cái cử động phồng lên của bụng, cái chuyển động xẹp xuống của bụng khi thở ra. Chúng ta chú tâm vào đó ở 5 phút đầu để cho tâm không suy nghĩ. Những âm thanh chúng ta nghe xong chúng ta bỏ qua, không chú ý đến nó nữa. Trở về cảm giác toàn thân của mình, từ đỉnh đầu xuống đến cổ, xuống hai vai, đến cột sống lưng. Lưng có thẳng không? Cái cảm giác nơi chân chúng ta bắt đầu cảm giác thấy nó nặng. Nặng như thế nào? Chúng ta chỉ biết rồi trở về nơi hơi thở của mình. Đó là những gì các con cố gắng tập trong 10 phút này. Các con có chánh niệm với ba thở ra thật sâu. Chú ý xuống hai chân, chú ý cột sống lưng,
khởi lên ý nghĩ muốn ngồi xuống, chúng ta thông thả từ từ ngồi xuống, và trong khi ngồi chúng ta lắng nghe cảm giác toàn thân của mình, cái cảm giác dễ chịu của chân khi chúng ta được ngồi xuống. Từ từ chúng ta niệm ngồi à, ngồi. Khi ngồi biết cái chân mình cong xuống, và khi cái mông mình chạm vào cái ghế chúng ta biết cái cảm giác đó. Hai tay để lên đùi, không nói chuyện, tiếp tục chánh niệm, tiếp tục cảm giác toàn thân, biết rõ cảm giác toàn thân, biết rõ tất cả những cử động của tay chân. Hai cái tay chúng ta để lên hai đầu gối, cái sự nóng ấm của lòng bàn tay chúng ta cảm nhận, chỉ có vài giây thôi cái cảm giác này sẽ biến mất. Cái cảm giác dễ chịu của cái hai cái bắp chuối chân chúng ta được thư giãn, chúng ta biết nó nhẹ nhàng như thế nào, chúng ta biết. Trở lại cột sống lưng chúng ta thẳng, ngồi thẳng, lưng đầu và cổ thẳng. Khi cử động nhúc nhích, lắc qua lắc lại cái thân, chúng ta cũng biết cái thân mình chuyển động. Hãy tỉnh thức từng giây phút một, từng cử động một, không nói chuyện, không nhìn sang hai bên. Hãy biết rõ cảm giác toàn thân của chính mình, không chú ý ra bên ngoài. Thấy hơi thở của mình nhẹ nhàng hay dồn dập như thế nào, chúng ta biết cảm giác toàn thân của mình. Biết rõ, ghi nhận rồi buông bỏ, quay trở lại hơi thở của mình. Đó là nguyên tắc. Tự nhủ, tâm tôi giờ đây đang làm gì? Nó đang ở đâu trên thân? Hay nó đang suy nghĩ với những tư tưởng? Hãy chấm dứt những tư tưởng. Luôn luôn để tâm của mình biết rõ thân tôi giờ đây nó đang ở tư thế nào. Cái cảm giác nóng ấm của lòng bàn tay còn hay mất? Giữ hơi thở điều hòa. Chỉ có 15 phút, nhưng nếu chúng ta chánh niệm, thân chúng ta sẽ được an lạc, tâm chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Các con có chánh niệm với ba thở ra thật sâu, các con chú tâm lên mắt, niệm mở mắt và niệm thấy à, thấy à, thấy à. Khi ánh sáng đầu tiên đến với mắt, mắt vẫn nhìn xuống, còn chú tâm xuống hai tay, chạm 10 đầu ngón tay chúng ta là chúng ta cảm giác nóng ấm của lòng tay chúng ta biết. Rồi cái con xoa hai cạnh bàn tay vào nhau, và cái cảm giác nóng ấm của bàn tay chúng ta áp vào mắt, chúng ta cảm nhận cái sự dễ chịu của hai cái hốc mắt chúng ta biết. Cái tâm mình khởi lên sự ưa thích những cảm giác này, chúng ta biết cái tâm mình nó thích rồi. Không nói chuyện. Cái năng lực chánh niệm nãy giờ chúng ta nói chuyện là nó mất hết, uổng lắm. Đừng nói chuyện, lắng nghe cái cảm giác toàn thân của mình. Chú tâm xuống hai chân, cái lòng bàn chân chúng ta bỏ xuống dưới nền chánh điện, ở nền lớp học chúng ta cảm giác lạnh, chúng ta biết cái cảm giác lạnh của cái lòng bàn chân. Rồi buông thõng hai tay, chúng ta khởi lên cái ý niệm muốn đứng dậy. Và khi niệm đứng, các con biết cái cột sống lưng mình đứng, cái cột sống lưng mình thẳng, hai tay buông thõng. Biết cái cảm giác toàn thân khi chúng ta được thay đổi quan nghi này, nó cảm giác nó dễ chịu như thế nào. Khi thay đổi quan nghi ngồi sang đứng, chúng ta chú tâm chúng ta biết. Trong tâm khởi lên ý nghĩ muốn hồi hướng, 10 đầu ngón tay chạm nhau chúng ta biết. Cái sự nóng ấm mỗi lần chạm tay nhau chúng ta, nóng ấm của lòng bàn tay chúng ta biết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn
đà. Lâu chúng ta nghĩ